Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, một trong những con giáp may mắn trong tháng 1 âm lịch không ai khác chính là những quý gia chủ tuổi Mùi. Thưa quý vị, trong tháng 1 âm lịch thì tuổi Mùi là một trong những con giáp cực kỳ thành công, tiền bạc bỗng dưng ùn ùn kéo đến, giàu không thể nào có thể tưởng tượng được. Trong tháng 1 thì công việc của những người tuổi Mùi rất chi là cảm thấy thoải mái và có nhiều thành tựu lớn trong tháng. Do được quý nhân giúp đỡ thì công việc luôn luôn có những tiến triển tốt. Chính vì vậy mà tuổi Mùi làm việc có lý trí và quyết định tỉnh táo hơn. Có thể nói rằng là thời điểm này thì bạn luôn đặt ra cho mình những yêu cầu cao và cố gắng hoàn thành đúng thời gian cũng như là không phải để cho ai phàn nàn về bất cứ điều gì. Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết để nắm rõ hơn về vận trình tháng 1 của mình quý vị nhé. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan tử vi của các gia chủ tuổi Mùi trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Công việc làm ăn của các gia chủ tuổi Mùi trong tháng này tương đối tốt, mọi sự đều hanh thông, có nhiều thuận thành và dễ đạt được kết quả như ý. Chủ về tăng tiến trong công việc, kinh doanh có nhiều khởi sắc. Với người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ, được tập thể ghi nhận công lao. Nếu có ý định thay đổi công việc thì bản mệnh chớ nên ngần ngại mà thử sức. Sự dịch chuyển này không hẳn vì việc cũ phiền hà mà do tư duy đổi mới để phát triển. Tháng đầu năm 2022 cũng thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp. Với người làm ăn kinh doanh tự thân, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi dưới tác động của thương quan. Đường số được quý nhân phù trợ, có thể là bạn cũ gặp lại, mở ra nhiều cơ hội hùn hạp làm ăn mới. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng 1 năm 2022, về phương diện tài lộc của người tuổi Mùi có nhiều khởi sắc, nguồn thu nhập chính tăng, không ngừng, tạo tiền đề tốt cho việc đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh buôn bán tăng nguồn thu phụ. Đây chính là thời điểm lý tưởng để gia chủ cân nhắc tới vấn đề đa dạng hóa hạng mục đầu tư, có thể thử sức với bất động sản hoặc thị trường chứng khoán. Có điều cần phải hết sức lưu ý, vận trình có khúc quanh co, có thời điểm vận khí xấu tác động không thích hợp cho đầu tư lướt sóng, bởi có rất nhiều rủi ro. Phù hợp nhất vẫn là lựa chọn hạng mục chung và dài hạn, chỉ cần không quá tham lam, ắt có tiền chảy vào túi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc, vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xét về phương diện sức khỏe của người tuổi Mùi trong tháng này khá tốt, không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng, có ốm đau cũng gặp thầy gặp thuốc dễ chữa khỏi. Có điều cần phải lưu ý tác động của tử phù hung tinh khiến cho bệnh cũ dễ tái phát. Một khi đã phát bệnh trở lại, có thể động chạm dao kéo, nhưng yên tâm, kết quả cuối cùng vẫn tốt đẹp. Tử vi tuổi Mùi tháng này báo có điểm báo họa huyết quang do vật sắc nhọn gây ra. Đương số nên thận trọng khi sử dụng các vật bằng kim loại, hạn chế tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm, tránh bị té ngã, chấn thương. Đi xa thì nên cẩn thận đường sông nước, kẻo gặp họa đuối nước, nữ mạng, đề phòng các bệnh về phụ khoa tái phát. Các gia chủ tuổi Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này các tinh báo tin gia đạo có tin vui đưa tới như thêm người, thêm của, thêm con cháu. Tình cảm gia đình hài hòa, ít xung đột, nếu có cũng dễ dàng giải quyết thỏa đáng. Tử vi tuổi Mùi còn cho thấy nam nữ độc thân vượng đào hoa, gặp gỡ làm quen nhiều người khác giới. Đi đến đâu cũng được yêu mến, khả năng cao sẽ tìm được đối tượng ưng ý để cùng nhau tiến tới yêu đương, hẹn hò lãng mạn. Tử vi của từng tuổi Mùi trong tháng 1 âm lịch năm 2022, tuổi Ất Mùi sinh năm 1955.
Tháng này, bản mệnh gặp được nhiều may mắn trên các phương diện. Mọi việc đều được như ý, phương diện công việc của gia đình, con cháu rất hanh thông, gặt hái được nhiều thành tựu, gia đạo hòa thuận, vui vẻ. Thời gian cuối tháng sẽ đón thêm nhiều tin vui về thêm người thêm của, có người thân từ phương xa về đoàn tụ. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Bước sang năm 2022, người tuổi Mùi sinh năm 1967 không còn chiếm nhiều ưu thế trên phương diện sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu dựa vào sự chăm chỉ, nỗ lực, bạn vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhận được sự tín nhiệm của mọi người xung quanh. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cần phải tránh xa những điều cám dỗ ở bên ngoài, giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh, không nên để kẻ thứ ba tìm được cơ hội chen chân vào gia đình, khiến cho vợ chồng mâu thuẫn, quan hệ rạn nứt. Khi xuất hành, khi làm các công việc chân tay, vận hành máy móc, thậm chí là cả khi rèn luyện sức khỏe, bản mệnh cũng nên tự lượng sức mình, không nên làm việc quá sức, gây tổn hại đến sức khỏe. Tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Người tuổi Mùi sinh năm 1979 được khá nhiều điều thuận lợi trong cuộc sống. Tuy sự nghiệp không đạt được những bước tiến quá lớn, nhưng tổng thể thì rất ổn định. Dù khó khăn và rắc rối vẫn xuất hiện, nhưng nhờ có kinh nghiệm phong phú, mệnh chủ vẫn có thể giải quyết được một cách thuận lợi. Phương diện sức khỏe ổn định, những người mắc bệnh mãn tính có thể tìm được phương pháp chữa trị phù hợp, nhờ đó bệnh tình được khống chế. Bạn chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, rèn luyện, thực hiện đúng lời căn dặn của bác sĩ thì không cần phải lo lắng quá nhiều. Người độc thân tuổi này có khả năng tìm được người như ý ngay trong năm nay. Tình yêu đến muộn, song hai người phù hợp với nhau, quan hệ phát triển ổn định và có thể tính chuyện lâu dài. Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Sự nghiệp của người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 tổng thể phát triển ổn định. Bạn có thể phát huy được năng lực của mình, được lãnh đạo chú ý, song lại dễ khiến cho kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Vì thế bạn nên có khả năng quan sát, đánh giá tình hình tinh tế, không nên dễ dàng tin theo lời rủ rê, lôi kéo của ai. Ngoài ra việc làm gì, bạn cũng cần phải cố gắng dựa trên sức của mình, chớ nên tranh giành, chiếm đoạt của người khác nếu không dễ vướng thị phi. Quan hệ vợ chồng của người tuổi này về cơ bản là hài hòa, dù công việc bận rộn đến mấy, bạn cũng nhớ giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà. Công việc đó tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng lại có tác dụng rất lớn trong việc gắn kết tình cảm đôi bên. Tuổi Quý Mùi sinh năm 2003. Con đường học tập của người sinh năm 2003 nhìn chung khá thuận lợi. Bạn xác định được nhiệm vụ chính của mình nên luôn muốn cố gắng tập trung. Dù đôi khi có gặp phải trắc trở nhưng nhờ tinh thần tích cực chủ động, bạn hoàn toàn có thể giải quyết thuận lợi. Vận trình tình duyên cũng có những bước phát triển rõ ràng. Bạn biết được sức quyến rũ của mình nằm ở đâu nên dễ dàng thu hút được sự chú ý của người khác phái. Tuy nhiên, nên có chừng mực trong chuyện tình cảm, chớ để việc này gây ảnh hưởng đến các nhiệm vụ chính của mình, đó là học. Bản mệnh chú ý, sinh hoạt ngoại khoa, không nên vì nghĩ rằng mình còn trẻ mà thường xuyên thức khuya, ăn uống thiếu điều độ. Nếu có buông thả bản thân, bạn dễ gây ra những ảnh hưởng xấu cho sức khỏe của mình về lâu về dài. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim, Bạc Kim. Tháng Dần, Lục hợp hợi, Tam hợp ngọ và Tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Mùi trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh những ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 1 năm 2022, tức ngày 5 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 1 năm 2022, tức ngày 17 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mùi trong tháng 1 âm lịch Nhâm Tuất năm 2022. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 1 năm 2022, tức ngày 10 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sai Trung Kim.
ngày âm lịch, ngày 22 tháng 1 năm 2022, tức ngày 22 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công, bởi vì mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống, có thể nói rằng là đầy chông gai này, đúng không ạ? Qua phần luận giải của phong thủy gia cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình, đặc biệt là quý gia chủ tuổi Mùi trong tháng 1 âm lịch, mà từ đó thì chúng ta sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại!